Hello, xin chào anh em. Chào mừng các bạn quay trở lại với clip tiếp theo của kênh. Thì trong clip hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho anh em về tính năng giả tạo. Nói chung là mình sẽ chia sẻ cơ bản đầy đủ từng cái để các bạn có thể đủ trải nghiệm và các bạn có thể hiểu được trước khi open. Thì dự kiến thời gian open của mình là vẫn là như cũ, là thong thả là thứ bảy tuần sau, là vào ngày 12 tháng 11 năm 2022. Thong thả đầu tư quảng cáo thêm một chút nữa để cho anh em có một cái sân chơi thật là đông. Và nếu game nó mang tính chất cộng đồng công bằng của anh em thì tất nhiên này nó sẽ càng giá trị và anh em sẽ có một sân chơi đúng nghĩa như trước đây. Giống như là những cái mà các bạn muốn có một sân chơi do chúng ta tự quyết định. Ở Viki trắng cát thì các bạn thấy rồi, nó chỉ như vậy thôi. Đừng đòi hỏi mình sẽ bán cái gì. Không bán gì nữa đâu các bạn nha. Ok. Và chúng ta sẽ nói về anh giả tạo. Thì anh giả tạo thì nó sẽ có 30 nhiệm vụ giả tạo, mỗi ngày sẽ có những cái mốc và mình sẽ đưa ra. Ví dụ như các bạn hoàn thành 100% 30 nhiệm vụ đúng chuỗi thì các bạn sẽ nhận được những cái phần thưởng giá trị, cái đó thì mình sẽ thêm sau. Sẽ có những cái lộ trình mà trước mắt sẽ chưa, bởi vì mới mà để cái này thì nó sẽ khá là ảnh hưởng. Ok. Và ví dụ như các bạn làm nhiệm vụ như thế này, nó sẽ có những cái nhiệm vụ khó. Thì khi mà nhiệm vụ khó thì chúng ta thường bất lực. Hoặc các game hiện tại thì khi mà nhiệm vụ khó người ta thường bán bằng xu. Ví dụ 3 xu, 5 xu, vậy là 3.000, 5.000 Việt Nam đồng mà thêm một nhiệm vụ. Thì gọi cơ bản là nó cũng hút nhẹ thôi, nhưng mà nó nhiều thì nó hút nhiều lắm các bạn. Nó nhiều lắm. Và nó, cái này nó sẽ làm mất cân bằng khá là nhiều thứ. Nhưng ở đây nếu như chúng ta gặp nhiệm vụ khó thì chúng ta sẽ bấm lập tức hoàn thành. Thì thường nó sẽ có hai cái là vừa xu vừa ca vạn, nhưng mình ở đây là mình sẽ áp dụng là ca vạn. Không áp dụng xu và không bao giờ áp dụng xu. Nhiều anh em sẽ bảo là ở lúc đầu thì ông cái là vậy chứ sau là ông có bán xu không. Quan điểm của mình là một, không có sự thay đổi các bạn nha. Là đây là sử dụng 200 vạn ngân lượng. Các bạn có 200 vạn các bạn sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh chóng. Thì cái này thì ở đâu mà ra? Các bạn cày cấp, các bạn trend quái, các bạn thu mua ca vạn của những anh em cày tiên để các bạn có thể kiếm được cái này. Vậy thôi. Đó là sân chơi của anh em mà sân chơi anh em tự quyết định, và đây là một cái rất là nhỏ trong những cái tính năng của mình. Nó sẽ hút cả bạn khủng khiếp. Thì các bạn cứ nghĩ đi, một ngày nếu như những anh em có tiền đi, họ ngại đi làm giả tạo, họ đi làm cho nó nhanh, người ta bỏ ra 30 nhiệm vụ thì các bạn sơ sơ là các bạn thấy 10 nhiệm vụ là 2.000 vạn, 30 nhiệm vụ các bạn thấy là 6.000 vạn. Chưa kể là đó là một người nha, nhiều người thì sao? Và một cá nhân làm nhiệm vụ thì tất nhiên các bạn sẽ có những nhiệm vụ khó, các bạn không thể làm được thì các bạn phải hoàn thành, thì chúng ta sẽ tốn một lượng tiền vàng khá lớn. Và ở đây thì tiền vàng thì mình sẽ có những cái sự giới hạn ở những nhân vật, nghĩa là mỗi nick cài thì ở tối đa một ngày nó nằm đâu đó khoảng tầm 200 vạn. Nhưng mới đầu thì mình sẽ không, mình sẽ để cho anh em thoải mái một chút và mình sẽ có những sự điều chỉnh theo lộ trình. Tất cả những tính năng mình sẽ sử dụng cái này và sẽ có luôn cả shop ca vàng luôn. Ví dụ như các bạn mua chiếu dạ chạy nó cũng sẽ tính bằng ca vàng, và ví dụ như là ngựa chạy là mình sẽ không bán một tháng thôi, mình bán một tuần thôi. Thì một tuần á là chúng ta sẽ tốn tầm 1.000 vạn, ví dụ là như vậy. Thì tiền vạn nó sẽ luôn xoay liên tục, sẽ không đủ để cho anh em gọi là lên được top phú hộ đâu. Nó sẽ không đủ cho các bạn lên được top phú hộ đâu. Cho nên anh em cứ yên tâm. Còn hiện tại thì đang là mở tech, đang mở tech. Thì các bạn thấy đấy, anh em tạo nick tech cũng hầu như là full rồi. Có ông Cái Bang, có ông Thúy Yên này thì người ta không tech nhiều, chứ còn hầu như là các môn phái là đều full. Các bạn thấy tính sơ 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 lại trên 100 app tạo rồi. Anh em tech cũng khá là đều. Và cơ bản thì anh em cứ tech thì mình luôn sẽ luôn có những sự điều chỉnh theo lộ trình. Và các bạn thấy đấy, đây là một cái tính năng khá là đơn giản, nhìn thì đơn giản như vậy, nhưng những cái nhỏ nhỏ như thế này những game khác người ta không làm được. Bởi vì người ta làm như thế này người ta sẽ không có doanh thu. Còn với mình thì mình không nặng về doanh thu, mà mình muốn game nó phải là chất lượng. Như trước đây người ta mở server thu phí, ai bảo game nó không có giá trị, đúng không anh em? Thời điểm xưa 2004, 2005 game nó cực kỳ có giá trị, cho nên cũng không nhất thiết phải là cứ cái gì nó cũng su. Su là quy ra admin cả. Thì cái đây chúng ta sẽ quy cho anh em, thay vì các bạn hãy mua admin thì các bạn hãy mua chính những người chơi của chúng ta. Đó là sân chơi, đó là công bằng, và đó là anh em sẽ tự quyết định về việc sống còn của game. Và mình sẽ đưa ra lộ trình định hướng và luôn giữ quan điểm như vậy để cho game nó được chất lượng và ổn định nhất. Ok. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và mong rằng anh em nào có PC các bạn hãy ngay trải nghiệm và tận hưởng. Và tất nhiên sẽ có những cái
Ví dụ như là ví dụ như các bạn ít có thời gian kẹp, không có thời gian kẹp thì liệu các bạn có chơi bằng người khác không? Sẽ có những clip chia sẻ một cách khá là chi tiết để các bạn có thể hiểu rõ hơn lộ trình game của mình như thế nào. Ok, bye bye anh em nha.